Xin kính chào quý vị, xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày mùng 10 tháng 4 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Giá vàng các thương hiệu trong nước được điều chỉnh tăng mạnh với mức tăng cao nhất lên tới gần 1 triệu đồng một lượng. Cụ thể giá vàng SCC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 80,4 triệu đồng một lượng mua vào và 82,42 triệu đồng một lượng bán ra. So với dạng sáng qua, giá vàng SCC đã được điều chỉnh tăng 900.000 đồng giá mua và 500.000 đồng giá bán. Trong khi đó, Doji si tại khu vực Hà Nội đã điều chỉnh tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng chiều mua và 100.000 đồng chiều bán, lên lần lượt 79,5 triệu đồng một lượng và bán giả mức 82,1 triệu đồng một lượng. Vàng miếng thương hiệu PNG đang thu mua với giá 80,3 triệu đồng một lượng và bán giả mức 82,3 triệu đồng một lượng, tăng 800.000 đồng chiều mua và 400.000 đồng chiều bán. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 80,1 triệu đồng một lượng và 82,15 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng thế giới tăng nhẹ với vàng giao ngay tăng 5,7 đô la Mỹ lên 2.337,4 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.358,4 đô la Mỹ một ounce, tăng 13 đô la Mỹ so với dạng sáng qua. Giá kim loại màu vàng thế giới tiếp đà chinh phục kỷ lục mới vào đầu tuần nhờ được thúc đẩy bởi hoạt động mua hàng của ngân hàng trung ương tại châu Á. Trước đó, giá vàng giao ngay đã chạm kỷ lục mới là 2.372,5 đô la Mỹ một ounce.